Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học.cc Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series Android Tudo Kotlin bài 25 Tìm hiểu về Broadcast Receiver Phần đầu tiên chúng ta tìm hiểu về khái quát Broadcast Receiver Thì nó sẽ phụ trách cái việc gửi thông tin liên quan đến thiết bị Ví dụ như là mức pin này Chế độ máy bay có đang được bật hay đang tắt Wi-Fi đang bật hay đang tắt Điện thoại thì có đang được sạc hay không Rồi máy có nhận được tin nhắn hoặc là nhận được cuộc gọi hay không vân vân. Cái thứ hai, chúng ta có thể xây dựng một cái ứng dụng A, sau đó chúng ta sử dụng broadcast receiver để gửi thông tin đến cho các ứng dụng khác. Ví dụ như là chúng ta sẽ bắt được cái sự kiện là một số cái dữ liệu mới đã được tải xuống. Và ở đây mình có một cái link để tài liệu này thì các bạn có thể tham khảo thêm về broadcast receiver tại trang chủ của developer.android.com thì các bạn search cho mình cái từ khóa là broadcast, sau đó các bạn vào cái trang developer là chúng ta sẽ có các bạn có thể search với từ khóa là broadcast dấu cách Android chúng ta sẽ vào trang developer để chúng ta xem overview ở trong phần này thì nó sẽ giới thiệu chi tiết đây các bạn có thể đọc ở đây nhé à, chúng ta nếu như không chắc tiếng anh thì các bạn có thể dịch sang tiếng việt Và chúng ta sẽ đọc đấy thì đây tất cả những thông tin thì các bạn có thể tham khảo thêm ở đây à, có một đặc điểm đó là broadcast nó sẽ sử dụng Intel để đóng gói và gửi thông tin à, trước đó chúng ta đã học về Intent rồi Chúng ta sẽ xét một vài ví dụ để các bạn hiểu hơn về broadcast receiver. Ví dụ như là bạn phát triển một ứng dụng và ứng dụng này giúp lưu ảnh của người dùng lên máy chủ, giúp cho người dùng có thể truy cập ảnh từ mọi nơi. Và nếu như bạn gửi mọi ảnh đến máy chủ khi nó được chụp thì nó sẽ rất nhanh chóng hết dung lượng 3G hoặc 4G, đúng không? Và chắc chắn là không ai muốn dùng cái ứng dụng của bạn cả, bởi vì nó ngốn dung lượng quá, nó hút hết dung lượng của người dùng, tốn tiền của khách hàng, đúng không? Nên là chúng ta sẽ cần sử dụng broadcast để chúng ta kiểm tra xem là khi nào điện thoại của chúng ta, điện thoại của khách hàng bật wi-fi và chỉ khi bật wi-fi lúc này ứng dụng mới gửi ảnh của khách hàng lên trên máy chủ, đúng không? thì như vậy sẽ giúp cho tiết kiệm lưu lượng, tiết kiệm túi tiền cho khách hàng, nó sẽ tốt hơn, đúng không? Ví dụ thứ hai này có một cái ứng dụng đây chính là ứng dụng youtube mà các bạn dùng rất là nhiều. Nếu như các bạn đang sử dụng youtube, các bạn tắt wi-fi đi thì ngay lập tức các bạn sẽ nhận được một cái thông báo trên màn hình đó là không có kết nối internet như này như vậy là khi các bạn tắt wi-fi thì lập tức hệ thống nó sẽ gửi thông tin và nó sẽ thông báo lên trên ứng dụng cho người dùng biết là đang không có wi-fi đúng không hoặc không có mạng đúng không và khi các bạn bật wi-fi trở lại trong ví dụ này mình bật wi-fi trở lại này các bạn nhìn theo và nó lại hiện một cái nút lên là quay lại trực tuyến và họ cũng sử dụng là broadcast receiver để nắm bắt sự kiện bật wifi hay tắt wifi ở trên máy của các bạn thì các bạn có thể thử ngay ở trên điện thoại các bạn nhé các bạn hãy thử là tắt wifi tắt 3g đi xem cái thằng youtube nó báo như nào nó sẽ báo như này sau đó chúng ta lại bật lại cũng sẽ có câu quay trở lại trực tuyến như này một ứng dụng nữa này đó là khi mà chúng ta đăng ký một số trang web ví dụ như ở đây chúng ta có đăng ký momo thì nó sẽ có một cái tin nhắn xác nhận gửi đến máy của chúng ta đúng không và các cái ứng dụng này nó cũng sử dụng broadcast receiver để nó có thể đọc tin nhắn ở trên điện thoại của chúng ta và nó tự động nhập được cái nội dung cái mã xác thực lên thẳng cái phần ứng dụng ra luôn thì người ta cũng có thể sử dụng là broadcast receiver bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xây dựng một cái ứng dụng đơn giản để nắm bắt sự kiện là có bật chế độ máy bay ở trên điện thoại hay không để chúng ta hiểu cách thức chúng ta xây dựng và sử dụng broadcast receiver nhé các bạn hãy nhìn sang góc trái. Đây là ứng dụng ngày hôm nay chúng ta sẽ đi code này. Đầu tiên mình sẽ kéo cái phần thông báo xuống này. Và tìm đến chế độ máy bay. Ở đây mình đang để chế độ máy bay, đúng không? Mình tắt đi này. Tắt đi. Các bạn thấy không? Chế độ máy bay đang tắt. Và nếu mình bật lên này. Đó, thì nó cũng nắm bắt sự kiện được là chúng ta bật chế độ máy bay và nó thông báo là chế độ máy bay đang bật. Các bạn mở Android Studio này. Chọn new project này. MT Activity Next Hôm nay sẽ là bài 25 Tìm hiểu về Broadcast Broadcast Receiver đấy đúng không? Chúng ta sẽ lưu trong ổ học Android Rồi đổi tên thư mục thì copy và thêm dấu sửa vào đây Ctrl về Rồi API mình sẽ để 24 và Android 7.0 Finish này Bước đầu tiên là các bạn sẽ tạo một cái class chuột phải vào tên của project này chọn new này kotlin class file các bạn gõ một cái tên bất kỳ ở đây thì ở đây mình đặt một cái tên có ý nghĩa một chút đó là broadcast airplane tức là cái sử dụng broadcast nhưng mà thông báo về chế độ máy bay nhá broadcast này airplane rồi Đấy, các bạn gõ như này tên các bạn tùy đặt thôi các bạn gõ tiếng việt cũng được enter rồi class này sẽ là kế thừa của Broadcast Receiver Thì bọn có chữ BRO thôi Nó sẽ ra này Broadcast Receiver Các bạn enter một cái này Chúng ta mở vòng tròn ra Thì ở đây nó sẽ bị báo đỏ ở phần này Các bạn sẽ cần sử dụng là Ctrl Y +E để chúng ta Override lại cái hàm On reside. Các bạn nhìn thấy không Nó báo là Public Abstract này Đấy. Thì tất cả những cái hàm trừu tượng chúng ta đều phải Override lại cái phương thức ở bên trong nó đúng không trước chúng ta học rồi các bạn sẽ sử dụng can cho y đây này y ngắn nhá rồi can cho y này các bạn thấy không phương thức nó đây này các bạn nhấn ok này tự động nó ra cái đống này Để chúng ta không phải gõ cái này trong phần nội dung thì chúng ta sẽ xuất ra một cái thông báo đơn giản thôi sử dụng tốt thoát chấm text ở đây các bạn sẽ truyền vào là con rồi thứ hai nữa là cái phần nội dung thông báo chúng ta sẽ ghi là có tác động đến chế độ máy bay và thời gian hiển thị sort chấm len sort rồi chấm sâu để hiển thị thông báo lên Đấy, class đơn giản như này thôi đúng không ạ chúng ta sẽ khai báo một class này kế thừa của thằng broadcast receiver và nó sẽ bắt override lại phương thức on receiver đúng không ạ sau khi tạo class rồi thì chúng ta cần đăng ký cái broadcast receiver này thì để đăng ký chúng ta có hai cách một là chúng ta đăng ký ở trong manifest các bạn nhìn này tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn vào manifest ở đâu chúng ta có hai cách nhá một là vào manifest và hai là chúng ta khai báo trực tiếp trong main activity thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bước đầu tiên là chúng ta đăng ký vào manifest nhưng mà các bạn lưu ý này manifest này là một cách cũ và nó không hoạt động trên API 26 trở lên được chưa khi các bạn chạy trên API từ 26 trở lên sẽ bị gặp cái lỗi như thế này Tuy nhiên mình vẫn hướng dẫn bởi vì là các bạn học phần cơ bản thì có lẽ là các bạn cũng nên biết những cái kiến thức này để nếu như các bạn gặp tình trạng tương tự thì các bạn biết nguyên nhân tại sao nếu chúng ta gặp cái lỗi tương tự như này được chưa bây giờ manifest này các bạn nhìn này ngay phần dưới app này lưu ý nhé, chúng ta phải chọn cái phần này là Android được chưa Nếu các bạn chọn là project thì nó sẽ thay đổi cây thư mục nó khác đi, đúng không? Thì nếu như các bạn đang để project thì các bạn sẽ chuyển sang Android. Sau đó các bạn vào phần manifest, kích vào manifest thì các bạn sẽ thấy phần code ở đây. Bây giờ các bạn sẽ thêm ở phần dưới cái phần activity này, các bạn thấy không? Activity, activity này nha. Chúng ta thêm trong cái khối này. Enter cách cho một chút cho bạn dễ nhìn này. Chúng ta thêm cái key là màu hoàng nhọn này. Sau đó thì đến receiver được chưa ở đây nó sẽ có cái name name này chính là tên của cái class mà các bạn đã tạo ra các bạn nhìn thấy không chấm broadcast airplane này đây class các bạn tạo đây vừa nãy nếu như các bạn đặt tên khác thì tên của các bạn sẽ đưa khác mình nhá chưa bạn chọn nó này sau đó chúng ta sẽ đóng ngoặc nhọn nhấn ship này và dấu lớn hơn này đấy thì tự động nó sinh ra cái tác đóng receiver sau đó các bạn enter xuống được chưa ở phía dưới này các bạn mở ngoặc nhọn ra này chúng ta sẽ truyền vào lại Intent Filter đó, Sau đó các bạn đóng cái ngoặc nhọn lại Nhấn phím Shift này và phím lớn hơn này Phím lớn hơn, Đấy, tự động nó sinh ra Tác đóng của sược Intent Filter Enter xuống để chúng ta code này Ở trong này thì các bạn sẽ truyền vào là Action Action này, dấu cách này Android Name này Đấy, và chúng ta sẽ chọn Các bạn nhìn thấy ở đây không? Nó có rất nhiều các cái hoạt động của hệ thống Android Pin yếu này, đúng chưa? Pin OK này, rồi boot complete này, camera boot tông này, rồi là chúng ta sẽ có các cái thuộc tính khác ở đây, rất nhiều cái, đấy, tham set này, tham tích này, rồi chúng ta sẽ đang làm cái gì, cái máy bay, cho nên các bạn sẽ tìm đến cái thằng airplane, thì ở đây chúng ta sẽ có là cái airplane mode này, đó, các bạn sẽ chọn đến airplane mode, đó. rồi kết thúc các bạn nhấn phím sược nhé phím sược này này đây này nhấn phím sược này trên bàn phím để nó đóng sược này đó thì nó tự động nó đóng cái này lại Được chưa tiếp theo các bạn thấy là receiver chúng ta vẫn đang bị báo đỏ đây đúng không bởi vì chúng ta đang còn thiếu một cái dòng nữa đó là dòng android exported chúng ta sẽ gắn bằng chu hoặc bằng phô ở đây các bạn sẽ để này lưu ý này trước dấu ngoặc nhọn này nhá trước dấu ngoặc nhọn con enter xuống còn gõ vào là android exported các bạn sẽ gắn bằng chu thì nó sẽ hết báo đỏ ở đây chúng ta có thể lùi lại cái dòng này cho nó nó đẹp một chút đó ở đây mình có nốt một cái chú ý đó là cái Android exported bằng chu hoặc bằng phô nó là cái gì thì nếu như các bạn để là chu thì cái broadcast này nó có thể nhận được các sự kiện gửi bởi cùng một ứng dụng hoặc là cả ứng dụng khác tức là nó có thể nhận được từ ứng dụng khác nữa ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta truyền thông tin từ ứng dụng A sang ứng dụng B ấy, thì chúng ta phải để cái này là chu còn nếu các bạn để là phô thì nó chỉ nhận được thông tin nội tại từ cái ứng dụng mà các bạn đang sử dụng thôi được chưa chú ý nhé bây giờ các bạn quay trở lại android studio chúng ta đã có class broadcast và chúng ta đã khai báo trong android manifest bây giờ các bạn sẽ thử chạy ứng dụng các bạn nhấn vào phím run này bây giờ các bạn sẽ kéo phần thông báo xuống chúng ta sẽ tìm đến chế độ máy bay bạn nhìn này chế độ máy bay này chúng ta thử bật lên nhá bật lên bạn thấy không có tác động đến chế độ máy bay do nó lắng nghe sự kiện và nó biết rằng thiết bị Android chúng ta đã kích vào cái phần máy bay đúng không chúng ta kích trở lại này tắt đi này đó thấy chưa nó báo là có tác động đến chế độ máy bay ở đây là nó chỉ biết là có tác động hay không thôi còn nó chưa biết là bật hay tắt bây giờ chúng ta sẽ cốt phần bật tắt nhá các bạn sẽ quay trở lại class broadcast airplane này .kt Chúng ta sẽ code vào trong này Các bạn sẽ khai báo một cái biến ở đây là van này e airplane mode Kiểu giá trị của nó là boolean bằng intent chấm than chấm than chấm get extra. ở đây chúng ta sẽ truyền vào cái name và cái default value name ở đây mình sẽ để là state và default value để là pho Thì như lúc trước mình nói rồi, đó là gì? Broadcast Receiver nó sử dụng intent để nó đóng gói và gửi dữ liệu. Thì bây giờ chúng ta sẽ khai báo một cái biến. Và chúng ta sẽ nắm bắt sự kiện xem là sự biến này nó bằng chu hay phô. Nếu là chu thì chế độ máy bay đang bật. Còn nếu là phô thì chế độ máy bay đang chúng ta kiểm tra thôi nếu như mà thằng y e plan này bằng chu đúng không thì các bạn lưu ý này cách viết chúng ta ghi bằng chu này thì các bạn thấy thằng thằng android studio nó báo này nó báo vàng này các bạn có thể là bỏ luôn đúng chưa simply này các bạn thấy không chúng ta không viết bằng chu nó vẫn tự hiểu được chưa mình cũng đã nói trong các clip trước rồi thì các bạn thấy là thằng android này nó rất là thông minh nó tự động nó báo luôn các bạn đúng không nếu như thằng em plan mode này bằng chu thì các bạn có thể viết như này nhá đây là mình nhắc lại kiến thức cũ thôi. Rồi, nếu nó là chu thì chúng ta mở ngoặc nhọn ra này, enter xuống. Khối lệnh của nó này. Chúng ta thông báo thôi. Xuất ra một cái thông báo đơn giản. Là gì? Chế độ máy bay đang bật. Chế độ máy bay này đang bật. Hoặc được bật cũng được nhá. Còn nếu không thì sao? L. Mở ngoặc nhọn này, enter xuống. Chế độ máy bay đang đang tắt, đúng không? copy nhé, về này, đang tắt, rồi, mình sẽ bỏ cái dòng thông báo này đi, chạy thử này. Bây giờ các bạn sẽ kéo phần thông báo xuống này, chúng ta thử này, kích vào này, các bạn thấy bật lên không? Đúng không? Bây chúng ta tắt đi này, tắt chế độ máy bay đi này, đây, tắt chế độ máy bay này, các bạn thấy không? chế độ máy bay đang tắt à, như vậy là nó bắt được sự kiện của hệ thống android là chế độ đang bật hay đang tắt à, chúng ta vừa tạo theo cách đầu tiên đó là đăng ký ở trên manifest cách thứ hai là chúng ta đăng ký sử dụng tại main activity thì để đăng ký tại main activity thì các bạn sẽ cần phải xóa các đoạn code trong manifest đi các bạn quay trở lại android manifest này thì cái đoạn vừa rồi chúng ta thêm chúng ta xóa đi bỏ đi này sau đó thì quay trở lại main activity các bạn sẽ khai báo một cái biến ở trước on create bạn enter xuống này và này br viết tắt của từ broadcast bằng à, chúng ta sẽ sử dụng là broadcast airplane chính là tên của class mà các bạn tạo ra mở ngoặc đóng ngoặc này ở phần dưới này các bạn sẽ khai báo một cái biến đó là van filter bằng inflator có chữ in và chữ f thôi inflator này mà ngoặc đóng ngoặc đúng không thứ hai chúng ta sử dụng là filter chấm action ở đây thì các bạn sẽ truyền vào là intent chấm khi các bạn chấm một cái này thì ngay lập tức là chúng ta cũng sẽ có rất nhiều các cái trạng thái của hệ thống Android giống như cái phần chúng ta kiểm tra trong phần manifest vừa nãy đúng không thì ở đây các bạn sẽ chọn đến cái phần Action Airplane Mode trên Để nó kiểm tra xem nó có thay đổi trạng thái không mà Đúng không? Tiếp theo là chúng ta sử dụng Là zip Chấm Register Receiver Ở đây các bạn sẽ truyền vào hai đối số Các bạn nhìn này Thứ nhất là cái Receiver Kiểu dữ liệu của nó là Broadcast Receiver Thì các bạn sẽ truyền vào cái biến BR BR chúng ta khai báo là là đối tượng của cái thằng broadcast airplane mà chúng ta đã tạo từ class đúng không? thì các bạn sẽ gõ là br này, Phẩy này. đối số thứ hai là cái filter, filter kiểu dữ liệu của nó là inflator được chưa? thì các bạn thấy filter đây, chúng ta khai báo đây không? đó, thì mục đích chúng ta khai báo hai cái dòng này là để cho phục vụ cho cái thằng register receiver này được chưa? rồi các bạn gõ vào đây là filter, Đấy, như vậy là xong. bây giờ chúng ta chạy thử này. Rồi các bạn sẽ kéo xuống nhá Bật chế độ máy bay này Chế độ máy bay đang bật đúng không Tắt đi này Chế độ máy bay đang tắt Như vậy là chúng ta có hai cách sử dụng Nhưng mà chúng ta sẽ ưu tiên Ưu tiên cách này hơn Bởi vì nó sử dụng được tất cả các API Còn cách lúc trước chúng ta sử dụng ấy Thì nó có thể sẽ không hoạt động trên API từ 26 trở lên Bài học của chúng ta sẽ tạm dừng ở đây Mình sẽ review lại toàn bộ slide để các bạn tiện ôn tập Hy vọng là các bạn đã nắm được phần kiến thức của bài này. Và nếu như phần bài giảng này có hỗ trợ cho các bạn phần nào đó trong quá trình học tập của mình thì hãy để cho mình một like, một share. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi